Hello, xin chào mọi người. Năm nay đứng trước thềm xuân Giáp Thìn 2024, Đoàn Trường mến chúc cho toàn thể mọi người bình an trong tâm hồn, bình an trong cuộc sống và bình an trong tất cả mọi vấn đề. Và hy vọng một năm mới sẽ mang đến cho tất cả chúng ta sức khỏe, tài lộc và may mắn.